năm nay có mưa mới có miếng nước á, là bình thường là nước nó sẽ ngập lên hết, đến mùa khô là nước rút là tỏ. Đang nhìn lên tay trái nè, bên tay trái có cái tượng đài chiến thắng á. Chỉ có thể là có là Nguyễn Văn Tày mới có được cái ý tưởng là anh hướng dẫn viên của tôi đó. Đây đây là anh hướng dẫn viên Tày đã. Mạnh Ngô TV à, đã giới thiệu với anh em chúng tôi là một con suối rất là đẹp để có thể tắm biển, à tắm suối. Dễ sợ. Ê, mấy cái cây bên này là cây gì vậy Mạnh Ngô TV? Có cái cây đỏ đỏ đó, cây gì vậy? Cây cỏ hả? Do là bên thác Ba Giọt bây giờ đang bị đóng cửa để sửa chữa, cho nên bây giờ mình sẽ quay ở cái khúc mà giữa nguồn của cái sông mà chảy ra thác. Đây đây là mùa mưa cho nên nước hơi bị đục. Còn cái chỗ này là cái phà mà để đi qua cái huyện Thanh Sơn, chỗ 107 đó, cái đường bên kia đây. Ở đây người ta có nói người ta đang nuôi cá bè không? Đó. Đây là cái phà để qua bên kia. Tay ra giữa đi, đứng quay được. Được. Là nó thả tao qua bên kia sao? Đây, ở đây có một số làng bè người ta nuôi cá lăng. Ở đây đặc sản là món cá lăng hai món, nướng và lẩu. Đó. Thôi bây giờ quay về, qua tới cái điểm thứ hai đó là suối Mơ. Đi thôi. Để bác Tài chờ lâu quá, Tài dạy. Ủa kìa, ổng quay xe sao ổng không quay xe? Đánh nãy giờ chưa được. Ồ đúng rồi. Đau tim ghê. Dẫn đến công viên Suối Mơ. Nãy giờ từ ngoài quốc lộ mà đi vô trong chỗ công viên Suối Mơ là khoảng 10 km. Nãy giờ mình đi là chắc khoảng tầm 5 cây à. Năm trăm mét nữa là sẽ đến Suối Mơ. Tới nhà hàng trước. Ở đây có cái homestay.
homestay luôn, homestay Ngọc Dung. Ngọc Dung Mo, homestay Ngọc Dung Mo được tên ghê không? Đây, giờ bắt đầu sẽ xuống mua vé để bước vào công viên Summer. Em có cơ hội lên thành dưới cục rồi. Chết mẹ đông quá nhỉ ơi. Đông thế. Trời quá trời luôn. Hôm nay là vào ngày chủ nhật cho nên khách tứ phương rất là đông. Bây giờ mình xuống xe và bắt đầu mình tranh thủ mình đi mua vé cái đó. Trời đã bắt đầu nhá nhem mưa. Trời trước mặt là hồ cá mập, biết cá mập thiệt không nữa. Được đi xe hơi, bước xuống xe hơi ắt sáp luôn á. Lấy cái ba lô ra luôn. Bác lấy cái ba lô ra. Lấy cái ba lô luôn á, để đây. Rồi đeo vô luôn đi. Rồi đi mua vé nha. Trời ơi là đầu tiên được đi xe hơi. Giờ đi vô mua vé. YouTuber. YouTuber đó, tài xế đó. Thôi để đây, để mua nha, để mua nha, để mua nha, quay phim luôn. Dạ 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 dạ. Đồ đây hồ bơi luôn á, đi đi vô. Công viên. Hai nội kia tới giờ để mình mua vé luôn cho. Em nghĩ là hai ổng không đi rồi. Lại đây có số ai, số gọi gọi gọi. Rồi gọi tài xuất thử. Hello, xin chào cả nhà. Hiện tại là mình đang có mặt tại công viên Summer và mình sẽ vào bên trong để review một chút xíu về khu du lịch này. Đi thôi. Vé vào cổng là 100.000 một vé và 5 người đây mình sẽ đi vô. Đi thôi. Cầm vé đi anh. Năm người em. Vì ở khu vực này khá là gần thành phố, chỉ 3 tiếng đồng hồ đi xe nên cuối tuần rất là thu hút du khách đến tham quan đó, có những cái góc trứng gà này kia đó để cho mấy bạn chụp hình sống ảo và đi sâu vào bên trong là hình như khu vực hồ bơi đó. Đi xuống đây đi đó, đúng rồi, đây nè, đây là ra đây quay. Ôi mình chơi nha. Khi mà đi bước xuống cái bậc thềm này cái nhớ cái thác bạc năm xưa ở Hà Giang quá. Ờ à, thác tiên thác bạc gì đó. Má trời với đi mấy huynh. Trời té dập đứt luôn á trời ơi. Đây là khu vực khá là thích hợp để cho các bạn dã ngoại vào dịp cuối tuần. Khu du lịch Summer. Công viên Summer. Và đây là tấm tấm hồ à. Mình hơi khác luôn hả? Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình đang có mặt tại công viên Suối Mơ ở thị trấn Tịnh Quán. Thì đây là toàn bộ xung quanh của khu vực Suối Mơ. Ở dưới đây thì các bạn có thể xuống hòa mình vào cái làn nước mát rượi và tắm ở dưới có cá nữa nè. Đó. Bây giờ em vô cái em tắm một đường đó, anh vẫn đứng đường kia rồi. Dạ, anh đứng bơi đứa rồi ha.
là có cái khu vực sinh hoạt ngoài trời. Còn xa xa bên kia là có cái chỗ mà để cầu hôn nữa. Will you marry me đồ các kiểu. Yeah. Cái khu vực bên này là trò chơi cảm giác mạnh chút xíu, đó là trò chơi mô tô nước. Bên đây là chỗ khu vực chờ để tận hưởng cảm giác bay lướt trên sông. Chủ nhật thì hai khách sẽ là 180 một vé. Kéo phọt chuối. Bên kia là cái khu vực trượt nước, chơi phao chuối. Đối diện với lại cái khu vực mà mô tô nước thì là khu vực mặt hồ rất là yên tĩnh, là khu vực để cho các bạn có thể là đạp dịch rồi chơi phao trên các trò chơi trên mặt sông đó. Rồi bên kia là khu vực tắm biển, là có những cái dòng thác, mà đây là hoàn toàn là thác nước tự nhiên. Đó, bên đây là mấy anh đang chuẩn bị leo lên mô tô và lướt. Đây, đặc sản ở đây đó chính là ca cao đá đúng không? À đúng rồi. Ngon số 1 luôn đó. Đây, chai đẹp mới mua cho mình đây. Đó, chai cao mét 8. Khu vực hồ sen kế bên cạnh khu trượt nước ở bên đây đó. Ở đây giờ bây giờ mình tới đây là khu vực giờ là đã cuối mùa sen rồi, sen cũng đã tàn và cũng còn được những cánh
xe với lại súng bên kia nữa. Wow, sau khi mà mình đã đi dạo một vòng ở tại công viên Suối Mơ này thì mình cảm thấy là ở đây rất là mát và dễ chịu. Thì chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh 3 tiếng đi xe, thì nên có dịp thì các bạn hãy đến với khu du lịch để hòa mình với thiên nhiên nha. Đây là mô phỏng cầu tình yêu ở Đà Nẵng đây. Ở Đà Nẵng cũng có cái cầu tình yêu như vậy nè. Thì sau một hồi mà dạo quanh công viên Suối Mơ thì cũng khá là mệt, nhưng mà nghe tiếng suối chảy róc rách rất là phấn khích. Và hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo nha. Xin chào công viên Suối Mơ, xin chào những bé cá heo được làm trên cỏ xinh xắn. Hẹn gặp lại công viên Suối Mơ vào một ngày không xa. Bye bye.